Sau anh em xin chào cả nhà, em lên sóng tiếp phục vụ các bác một con máy massage chân. Con này thuộc dạng massage chân khá là VIP luôn. Máy thì báo giá luôn các bác là em bán 1.700.000, tặng kèm biến áp, không lấy biến áp thì trừ đi 100 ạ. Em giới thiệu sơ qua về tính năng của con máy này nhé. Đầu tiên về phần vải con này còn rất là đẹp này. Đấy, có khóa mở ra để vệ sinh. Ở tất cả các model như thế này, quên không giới thiệu các bác là mình có thể nằm ra hoặc là mình ngồi mình massage phần bắp chân được nhé. Đấy. Chứ không phải là không massage là bắp chân đâu ạ. Đấy. Quên giới thiệu với các bác là như vậy, tất cả các cái model như thế này hay là các model massage bàn chân thì đều massage được bắp. Con này thì các tính năng có phần lập trình hai bài tự động, mỗi bài này chạy khoảng 15 phút các bác nhé. Đấy. Tiếp theo là bài chỉnh tay, ba cấp độ chỉnh tay khác nhau. Trong bài chỉnh tay này thì các bác có điều chỉnh con bi ở đây nó chạy này, bi chạy lên hoặc là chạy xuống. Đấy. Còn nếu các bác chạy bài tự động này thì nó sẽ chạy xuống lên xuống tự động, còn đây mình có thể chỉnh tay được. Đấy. Con máy này nó khá VIP trong cái phân khúc máy massage chân, cho nên là giá nó là 1.700.000, chạy rất là hay. Đấy. Bảo hành 6 tháng, tặng kèm đầu nguồn, bác nào lấy thì các bác liên hệ máy mã số 10. Đấy. Chào các bác nhé.